bị ba dân tiệt đấy bằng bổ này dây dân bàn nhà xì ơ lý bị chế bà rọt miền ca bùi bà rộm mình toàn tặng bạc phong à lâu mà châu đó có cốt mùi tiện chà hay à xì ơ lý nó đang tạ đo na hay lấy nè dù nó đọa ta cả đá bàn tay à dùn nó cực rộng bênh tạc hẹt chẳng buồn nâng bóng bóng mà đừng dặn bạch dặn mà thì à lời chinh mà có cốt tiền hãy sưu thà hẹt ếch bàn chìa bà chìa bà rốt gọt chè tay bà rõm chè tay khlai chè tay mình tục chất đo rõ thà phì bà chẳng rõ thà phì bà khôn này cứ đăng khôn ánh chạy mà sưu thà kà đặc nọ bà quạt chiên sai sập chân năm ní ta quạt mình đài thơ ở vầy mươi ai bà chìa bà rốt mình tùm được chất đấy ca đặc nông bọc quạt trên sai sập năm ní cứ quạt mặt đá nức rồi lực tiêm tia tức đây cầm chì khổ mà vậy nhỉ chà tì mùi tì bí có trọng có trọng thầm mây ní tâm bắt phải khăn năm bí bọn đọng bảy nâng tiết cứ cọm sạp đai rồi bỏ ra thạp bí bán để đặc nông trên sai sập năm ní tiết chà hay mình thấm bắn đăng ấy bóng bốn cứ thà quạt do chất tục đạn hay nâng ở trong một tập hiệp cho mỗi nâng hoặc thà bị bài dùa nâng cứ thà rừng mò mình tên cái hà thà mực mơn cho nắm chà tiếng đăng thà rọt thà bị bà mỗi nâng bật tê mỗi nâng cứ chỉ chào cho lên biên tức đấy khám ai dường cứ chỉ khét tức có đại sập xâm lắp và chê bà rọt khám ai dường tăng bị bò bôn khám ai khổ ông dường cắt các bà dự đam tay ông hôn bà xa máy bò bò hôn đó bên đi tiền rất thà bị ba dân nơi tay của rút sẵn lãnh hay mình thấm bắt nắng ấy ai bị chia bọc mai dân nắng đăng côn tại đó là thà bị ba dân nâng tiện chà hay bẹp bọn nướng có trọ cứ tâm bắt mấy mấy bị bọn đọng bầy hay dân đăng ngay thà rương bánh hà bồn đạp hiệp tức đấy và tòa bì ra thà bị ba cả bị chia bàn chào thịt nhà sẵn đẹp hiệp tì con bà rì máu cứ thà rõ ca chào kịch bồn riêng tầng lai nà đại ca là được rồi chà cái hà tham môn cho thị nhà thì công pari nó ngắm bóng bồn cứ thấy nơi riêng co cho ai và tay đọc tham bị ba dưỡng quát tư cùng nay tầm rung chắc bắp cho lăng bài chi ao dùn sự đại có thỏa mì tiệt trong đất tầng ổn ní hay đại bà chia bọt kê mình tục chất ca tục mình sắp chất mình mến bà chia chôn nâng bụ chôn để dùng rưu có bụ tiêm ấy tê xong đại bốc ơi chà miệng bóng ôn thì chờ có pháp tạc cầm người nhâm tha hết ấy cả nhâm hà tha xâm đạch bục chào bê kla nhâm hà biện xa xâm đạch bục năng cư khi nhâm quả là chế ca hà bè kết hà ốc xâm náu chê chà cô ở trong xài để có trong bán không niềm chế xâm đạch chứ ná hay bóng ôn để nẹ thọp xoa nhâm máu cứ đang nghe thà nhóm bản đại xây chê bà biện chê ấy bà mạt ấy tê à rương bà côl thử chê kê tha ảnh đi ảnh nụ ấy ấy ná chà nhưng mà xây chạy hàng chẳng tế bánh tái bà ca rì côn hà rương chùm đạch thân ca đất nôm đà thuở bà bò đò sẵn cung dương thở bà bò đò bà chìa bà rò bà bò bò nạ phía tức đấy cứ nhôm hiền dậy tròn tròn chà bà ta chìm hiệp xìm hiệp ca bà mát ca ấy nhưng mà xây chạy dậy mền bà ta nhưng mà chào ban thơm lộc hôn xài xùm đạch bốc cứ nhầm hà không niêm lấy xài tế ạc miền không niêm ca cổ rộp ai nằm lại dậy tế ná bông bà chàng chẳng dừng bỏ mà lại những bình chẳng hay mong ôn khởi nghĩa có trọng thamay nhưng tâm bạc bị bỏ đọc bằng bẫy được thamay mình tên cầm chia khổm có ở tiêm tia bị bạng dầm một vinh hay có trọng có thời bạc bóng hay mà chạp bạc đom cho kịch bạc bạc ca nhưng có tha có thờ nâng tăng bị chân nằm mắn bị bỏ kịch bạc bạc ca xì ẩn ví nước mong ôn để dù cho nam tái thật chất mà phê cho nam ấy ấy bàn tái phải chia bà rọt dưỡng bàn bàn tựa bò miền nâng tựa lùm tựa lý đăng lưu tựa ngọt nha tì tựa tựa dưỡng đăng bà áo thamay ní tựa bạc chia bà rọt dưỡng bà rọt tựa cầm chắc được cầm rống xì áo viên chắc buôn khai hiền bà đào ấy ôi dùn tựa áp bì vọt châu dùn châu lào hay đăng ngay thả lá có thất nó krom ca cọc rong bò dùn đài hay dưỡng khơi thả bà tê lao đài dùn cực rộng nâng áp hiệu vọt sang ở bên bà tê lao xua thả đài tê lao nâng mình bà chìa bà rọt mình chìa phiếp rịt chìm rán thu thiê đài ọt cứ ọt miên tê bà chìa bà rọt
ក្លែកដំដាប់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចឯងមិនខុសពីខ្មែរយើងឯងចង់ធ្ងន់ជាងប្រទេសខ្មែរយើងទៅទៀតអញ្ចឹងបានយាយទៅគឺថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនដែលបានផលប្រយោជន៍អីពីយួនមកឲ្យប្រជាជនខ្មែរឬមកប្រទេសជាតិខ្មែរគឺវាអត់មានណាចាគឺមានតែខាត់បង ហើយការអភិវឌ្ឍគម្រោងបួនខេត្តហ្នឹងនឹងរបស់បងប្អូនយើងប្រតិកម្មផ្លុតទឹកផ្លុតដីចាជាផ្សេងបងប្អូនខ្មែរនៅខេត្តប្រទេសយុវជននៅជប៉ុនកូរ៉េនៅបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងអីផ្សេងៗជាច្រើនប្រទេសទៀតចាទើបគាត់យ៉ាងប្រថុយបន្តិចហើយប្រកាសថានឹងដកគម្រោងសៀអលវីនឹងចេញតែការដកនឹងហើយយើងមិនដឹងថាដកធ្វើតែកណ្ដាស់ប៉ុន្តែដីនេះ តើបានដកចេញពីយួនដែរអត់ទេព្រោះថ្ងៃនេះយួននៅគ្រប់គ្រងមិនទំតដីបួនខែតហ្នឹងឯងបងប្អូនសំបីតខេត្តកំពង់ឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងជាង 1 ហិកតាចូលដល់លានហិកតាចូលតឲ្យយួនអភិវឌ្ឍឲ្យយួនជួលនេះសួរថាលុយជួលទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឯណាមានធ្លាក់លើដៃប្រជាពលរដ្ឋអត់មានបានផលប្រយោជន៍ទៅលើប្រទេសជាតិអីខ្លះអត់វាអត់មានឃើញទេបងប្អូនប្រជាជនរតក្រវេទនាចាមិនធ្វើមកក្រវេទនាមិនបានផលប្រយោជន៍ពីការជួលទាំងអស់ហ្នឹងឯងប្រឈមនឹងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ទៀតវាអាចចុះទៅធ្វើប៉ុណ្ណាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលប្រជាជនគេមិនទុកចិត្តគាត់
đây bạch bong co đại chia trọp sầm bạch bao chết mai dân thọ nam mới cái nói cứ quạt chặt thầy rồi quạt chặt thầy sai chơi hay mình men chia bụi trâu này giống mấy bộ tiêm ấy tê phải chia chân hòa tập thô thầm mèn ngay chà còn là tha chưa cha nó phải tê chết rồi bà rong người ta bạch bong bồ đạp hiện tật đây tập bàn năng tê chà chăng ở rừng si al vi nó mà toàn chọc sập cột trầm trư ở phía chia prot miền tầm nước chất phong hay bao phong đang ngay thập buồn khai đang phía chia chân việt nam mà nơ cho chương bản liên này ai là mà rốt nơ đơ tự đây buồn khai đang cây sang song tè cái thơ chỉ phô mày ra thả ba dân ở hiên cho mấy kê tê bao phong ở hiên tê hay cái đạn top thì hiên kê lần sai sập mơn nẹ nơ lơ tự đây từng ông đang cứ ta xua thải dân bà rắm mấy con niêm chia phải chia bọc mai để dân sản lãnh bộ nạp hiện tức đấy cứ dân bà rắm khăn á chà hay dân cắt tóc khăn á cứ dân bà bạc chất khăn á để rõ tha phía ba dân mình sẽ đặt nửa ca prôi bà rắm bọc chia bọc chà nửa ca tụi tui ơi rõ tha phía ba nâng á không phẳng ca phía bộ nạp hiện tức đấy hay bà giác cho mươi nâng chân chết mươi nâng bộ chân chết mươi nâng cứ sợi khá liên tức đấy khá mai dân nà kê chong kê hào tha kê chong à cẩm nứt liên biên bao kê nữa nghe chieng mà pon cho năm này là hồ đào bên đi kệ bàn co tròn kệ bàn đây cầm chia khổ hay kệ bàn đây chỉ tràn tiệt đài rồng cầu tam prom đan sen sen nơi trung vinh bờ tây cầm chia dương này chà hay mình tập bàn đằng ấy mở rồi thả thì bài dương quát hiên đo cái hai tha à chua prasad ông co vót đây chia prasad kê một đọt đôn ta cha đó cha môi đây là ông ca UNESCO có cái ban đã cho được nông bình chi bị tệ cả phòn chết bị phục lộ cũng đặc bị phục lộ này bài giờ ra bị bà dân hiên vô bệnh tệ phòn đó cha đại chia sna đây là bỏ bệnh bỏ rõ dân đại chia tạ sinh nhãn bỏ chết dân này cho tới chua ai chân chết chuôn đại lục sắp công nâng bằng bổn chua tha quạt hiên và băn na hay bị chia bớt pay pruy chẳng na nó pe để khơi cả đặc nọ bạc quạt đôi chỉ miền ca thôi và hai quạt miền phải chặt ấy sòn chẳng á chả hai dân cứ lấy mơ bọc tư và tay thay nó và tay sen tiết á và tệ cái phon và sát mà ra ăn bắp cây này mới cây mình ao chân chết bò tây nam màu lục đai mà cột cong mà chua lại ban tam sợi để bắt tay dương chẳng tay cứ ọt ạt miền này kê thay rồi xa ca bị áp rẻ khăng nè mong bồn chẳng hay ở rừng có cốt nè rót tha bị bán có ọt khăn tình nâng và tay thay đại kê
ប្រកាសថាបើសិនជាខ្មែរយើងចង់ទៀមទាយយកកោះគុតនឹងគេនឹងប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយើងខ្មែររដ្ឋាភិបាលយើងក៏អត់ខឹងអត់ក្តៅក្រហាយនឹងការប្រមាថមើងងាយប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសយើងទេបែរជាមកក្តៅក្រហាយខឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងទៅវិញគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ព្រួយបារម្ភក៏ខ្លាចថៃវាយកបាន ក៏គុតរបស់យើងមួយទៀតពោបាត់ប្រសតស្នាដៃរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់បានធ្វើបាត់បង់កោះធរមួយហើយហើយទឹកដីកម្មជាក្រុងបាត់ទៀមទៀមមកវិញដែរដែលខ្ញុំនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងការព្រួយបារម្ភប្រជាប្រដ្ឋមកជាប្រដ្ឋខ្មែរវានៅដកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងចាហើយយើងឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលមើលលោកហ៊ុនសែនគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ឡើងធ្វើសន្និសីទថាប្រកាសក្តែងក្តែងដើម្បីឲ្យខាងក្រុមការងារគាត់នឹងរៀបចំ ដាក់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសឬប្រជាប្រដ្ឋណាមួយដែលហ៊ានប្រកាសប្រកោះរឿងកោះគុជនេះឲ្យមានការងើបតវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងឲ្យដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅចាត់ទុកថាជាពួកឧទាមចាចំណុចត្រង់នេះយើងនិយាយទៅយើងខ្មាស់ចិនបរទេសណាយើងខ្មាស់ចិនដែលឈ្លានពានទឹកដីយើងហ្មងបរទេសដែលឈ្លានពានទឹកដីយើងគេមើងងាយយើងណាបងប្អូនថងហ្នឹងឯងបានវាចេះតែហ៊ាន ប្រមាថមើងងាយមកដល់ប្រទេសយើងមកដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងអត់ឈប់ឈរហើយនៅតែគេចិញ្ចឹមចិត្តឈ្លានពានទឹកដីយើងអត់ឈប់ហ្មងបងប្អូនដែលគេមើលគេហៅថាទឹកចិត្តនឹងឆន្ទៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងគឺគាត់ប្រមាថមើងងាយជាប្រក្រខ្លួនឯងគាត់អត់រវីរវល់នឹងការពារបរទេសគេមើងងាយចាហើយគេមិនធំតែមើងងាយដល់ប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងមិនធំតែមើងងាយដល់ប្រទេសជាតិ កម្ពុជារបស់ខ្លួនឯងទេគេមើងងាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងទៀតត្រូវដឹងខ្លួនផងគេក៏មើងងាយដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងដែរចាបងប្អូនក៏មិនអីច្រើននំកសេចក្តីខ្មែរយើងក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកមានការទុកចិត្តចំពោះគ្នាណាស់មនុស្សយើងតែងតែមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងនឹងគោរពស្រឡាញ់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះពួកគេទីបំផុតពួកគេបានចេញមកវាយប្រហារយើងវិញក៏មានដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃចា តែម្ដងដែរកន្លងទៅយើងតែងតែមានការចូលរួមជាប្រចាំនៅក្នុងការចេញសាយបងប្អូនតាមពិតទៅយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគាត់ចង់បដិសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់តែងតែប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រ ដើម្បីបំបាយសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកដែលស្នេហាជាតិឬក៏ហៅថាប្រជាពលរដ្ឋដែលឈឺឆ្អែលទៅនឹងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានប្រើលុយប្រើអីគ្រប់សពខ្ញុំបងប្អូនដើម្បីទិញបុគ្គលណាដែលគាត់មិនមានឧត្តមគតិនឹងឆន្ទៈស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសជាតិពិតប្រាកដធ្វើឲ្យបែកវល់ធ្វើឲ្យបែកបាក់ការសាមគ្គីធ្វើឲ្យមិនមានការទុកចិត្តគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថា បើយើងពិតជាបារម្ភនឹងប្រទេសជាតិយើងពិតជាស្រឡាញ់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរនិងអាណិតអសូររបស់ពួកគាត់ឯកពងរងគ្រោះហើយយើងក៏អាណិតអសូរដល់ជាអនាគតកូនខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយទៀតគឺយើងអត់ត្រូវបែកវល់ឬក៏វង្វេងជាមួយនឹងបុគ្គលដែលលក់ដំកតិទាំងអស់នោះទេចាគឺគោចំហយើងតាមពិតទៅយើងត្រូវកាន់តែរឹងមាំហើយកាន់តែខ្លាំងបើកាលណាគេព្យាយាមបបែកកាន់តែខ្លាំងយើងត្រូវ ពង្រឹងគោចំហយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតយើងគុំតន់ជ្រាយគុំអស់សង្ឃឹមគុំចោះចាញ់គុំបាក់ទឹកចិត្តដោយសារបុគ្គលប្រមាណអ្នកដែលគាត់លក់ដំកតិហើយគាត់មកវេយប្រហារទៅដល់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកដែលប្រួយបារម្ភពីបញ្ហាទឹកដីអ្នកដែលជាថាបតៃឬអ្នកបាក់ប្រឆាំងហ្នឹងបងប្អូនកុំចូលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តគឺកាន់តែពង្រឹងខ្លួនឯងរឹងមាំហើយគិតរឿង ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងជាធំនិងជាប្រវត្តិអ្នកណាគេទៅគេនៅជារឿងរបស់គេអ្នកដែលនៅក៏ប្រឹងបន្តនិយាយទៅយើងក៏គ្រប់គ្រងគាត់ទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលចេញហើយយើងដឹងថាគាត់ចេញហើយក៏យើងឈប់គ្រប់គ្រងទៅចាប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគេលក់ក្បាលហើយគេនៅសង្ងំគេមិនទាន់ចេញមុខចេញមកប៉ុន្តែអ្នកនឹងនៅប្រឹងព្យាយាមនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងដោយតាមការយើងឃើញជាក់ស្ដែងលើអ្វីដែលយើងមើលឃើញដ
ពេលណាតែគេប្រកាសខ្លួនថាគេចេញយើងក៏ឈប់គ្រប់គ្រងត្រូវតែសំខាន់គឺយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តបើយើងបាក់ទឹកចិត្តធំតែមនុស្សប្រមាណអ្នកហ្នឹងហើយយើងទុកឲ្យប្រទេសជាតិយើងនៅឯកោហើយយើងបោះបង់ចោលសួរថាទឹកថ្ងៃអនាគតតើយើងសង្ឃឹមលើអីទៀតចាបងអ្នកភាពទឹកដីយើងកូនចៅខ្មែរយើងនៅចំនួននេះនឹងចំនួនក្រោយចាអញ្ចឹងគឺមានតែយើងទាំងអស់គ្នា ແລະអ្នកនៅមានភាពស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិយើងនឹងបន្តបន្ថែមទៀតចាហើយបើអ្នកណាគេចង់លក់ដល់ប្រទេសអ្នកណាគេចង់មានល្បិចអីលក់ឲ្យមិនតាន់ចេញមុខអីហើយយើងគិតថាខ្លាចអ្នកនេះអ្នកនោះមិនស្មោះត្រង់អីចេះចុះគឺវាអត់មានបានផលចំណេញអីសម្រាប់ជាតិយើងទេចាចាសួស្តីបងប្អូនអញ្ចឹង បងប្អូនឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលយើងគាត់មិនក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលគេគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសយើងទេបែរជាមកក្តៅក្រហាយជាមួយប្រជាជនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ថាគាត់ថាថាប្រជាជនដែលនៅក្រៅប្រទេសចាដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅប្តឹងអង្គការអន្តរជាតិឬអង្គការ ICU ចឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំអានសូវចេញឯងអង្គការអន្តរជាតិចឹងចាអញ្ចឹងគាត់ទៅក្តៅក្រហាយវិញបើចំពោះដែលថ្នាក់ដឹកនាំដែលគេស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេស្រឡាញ់ប្រជាជនគេគឺគេអត់ក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋគេទេគេសប្បាយចិត្តដែលប្រជាប្រដ្ឋគេផ្ដល់នូវគំនិតយោបល់ឬក៏ឈឺឆ្អាលទៅនឹងប្រទេសរបស់គេវាជាផ្នែកមួយជាកម្លាំងមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់ឯគេនឹងមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ ហើយការតែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតតាំងដើម្បីការពារបរិភពទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាជាអក្សរល្អរដ្ឋាភិបាលយើងបែរជាគាត់ក្តៅក្រហាយទៅវិញណាហើយក៏ចាត់ទុកអ្នកដែលហ៊ានឈឺឆ្អាលឬក៏ប្រកាសប្រកបឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលយើងមិនគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតបោះថៃដែលចង់បានកោះគុតហ្នឹងឬក៏ចង់ប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមមួយខ្មែរហ្នឹងបែរជាគាត់ចាត់ទុកថាជាពួកឧទាមទៅវិញហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្
ពីមកកន្លែងតំបន់កន្លែងដែលសារតែជនបរទេសដែលជាប្រទេសជិតខាងនេះបន្តទៅទៀតហើយដូចខ្ញុំបានគឺថាបတ်វិសោធន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះវាមានការខាត់បងប្រទេសយើងជាច្រើនទឹកដីបងប្អូនខាត់បងទឹកដីឬខាត់បងយើងមើលកម្មជាក្រុមបាក់ទីនទីមកវិញក៏ត្រូវក៏បាត់បងនឹងសម័យគាត់ហើយនឹង រំកិលតាមព្រំដែនដោយប្រទេសជិតខាងនឹងក៏កាន់តែចូលមកឥតឈប់ឈរអានឹងវាជាចំណែកនៃការបាត់បង់បណ្ដាភាពទឹកដីយើងដែរដែលជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយសំបីតែធនធានទ្រព្យសម្បត្តិភពក៏ទ្រព្យរបស់ជាតិយើងនឹងក៏ត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយសួរថាបំផ្លិចបំផ្លាញយកទៅលក់ឬទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យគេកោះកាយយករ៉ៃឲ្យតាមអំពើចិត្តនេះណាសួរថាដែលបានផលប្រយោជន
ແລະຄືຕາປະຊາພິພາດຖືຈັບຄ້ອຍຊາຮອງຄູອາຈະທໍສັ່ງອະກົບຕີກາຍຈ້າໃຫ້ລຽບສະການະຕ້ອງນັ້ນເວຈໍຕາຕື เตรียมเตียឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេនឹងការពារកោះគុជដែរទោះបីជាដឹងថាកោះគុជនឹងគឺជារបស់ខ្មែរសឹងតែ80%ទៅ90%ក៏ដោយគេបដោះឆន្ទៈប្រជាជនគេនឹងឲ្យចេះការពារមូលនិធិទឹកដីគេឲ្យមិនត្រឹមចេះការពារឲ្យចេះចង់បានទៅទៀតតែបែរជាយើងនេះជាជាបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ ឬក៏ការពារបរណភាពទឹកដីទេហើយហ៊ានយាយចាត់ទុកថាជាជនឧទាមណាវាទៅជាចាត់ទុកជាប្រក្រតីជាសត្រូវទៅវិញឯសត្រូវប៉ិតប្រកបដែរកំពុងមកឆ្លៀនពៀនទន្ទ្រាមទឹកដីខ្លួនឯងនេះអត់ព្រមរដ្ឋពិធីសាសក្នុងការដោះស្រាយកុំឲ្យគេប្រមាថមើងងាយទេបែរជាមកប្រមាថជាប្រក្រតីឯងហើយសួរថាជាប្រក្រតីនៅក្នុងស្រុកគាត់ហ៊ាននិយាយអត់គឺគាត់មិនហ៊ាននិយាយទេគាត់ខ្លាចពីពួកខ្លាចចាត់ទុកចូលពួកគាត់នឹងចូលក្នុងមជ្ឈិ
ចឹងអានេះជាសារគម្រាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលបំបាក់ស្មារតីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាមិនឲ្យចេះដឹងរឿងរឿងបញ្ហាបរដ្ឋភាពទឹកដីទុកបណ្ដោយឲ្យគាត់ជីសេះលែងដៃធ្វើអ្វីតាមប្រជាទេចាអានេះគឺជាកម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយយើងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយចឹងថារឿងកោះគុតនេះគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃទេវានេះពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរអត់ពាក់ព័ន្ធម៉េចបើគេគម្រាមសត្វធ្វើសង្គ្រាមធ្វើអីអត់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចណាបើពាក់ព័ន្ធអ្នកឯងចង់ឆ្លុះគ្នាជជែកគ្នាផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកឯងឆ្លុះគ្នាជជែកគ្នាតែគ្នាណាឯងទៅកុំអញមកប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងគម្
ហើយបងប្អូនគេហៅមានរ៉ែប្រេងកាតនឹងគឺថាមានតម្លៃទៅដល់រហូតដល់ Tức đây là bác kê nà, rừng có rừng tức đây bác rung bà tô lấy kê nâng cư kê Tại tại sắp xài hay kê Áo đi sắt ở rừng có sắc xà la đầy khmênh khmênh tôi cắt ai kê dô tư sắc xa dô tư riêng tư bằng hàn tư pháp vi bà bọt ấy xinh xinh khúc sắp tay xa nẹp Và tư khmai dương cư ọt miền bình chô khăn ca áp rung tê Chẳng vì thơ ai bà bọt khmai dương phía chở nát bàn bàn sọc tới hướng Koh Kut nè, chả đó bây giờ đang theo Koh Kut chỉ có mùi đầy miền tầm hôm thông hay miền rai prinh ចាហើយអញ្ចឹងសំបីរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការពារបានគេមិនមែននិយាយប្រប៉ុណ្ណឹងគេទៅខ្លាចជាជំនួយទៀមទេវាជាជំនួយក៏ប្រួយបារម្ភឈឺឆ្អាតទៅនឹងរឿងប្រទេសជាតិចាជាងឃើញគេក៏ត្រល់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលបដិយឲ្យរបូតទៅដល់ដៃយួនណាឥឡូវក៏ត្រង់នេះចាយួនគេធ្វើជាតំបន់ទេសចរមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតហើយគេរកចំណូលចូលបានតែឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានដុល្លារចាជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសគេនៅជាប្រព័ន្
ហ៊ុនសែនគាត់អួតអំនួតនឹងមានមោទនភាពចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នះឆ្នះរបស់គាត់មែនទែនប៉ុន្តែបើយើងកលើកទៅមើលហើយយើងសិក្សាទៅលើចំណុចឆ្នះឆ្នះរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនតាឆ្នះស្អីគេហងៃនេះមកបានទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឆ្នះអីគេសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរចា៎តាំងពីគាត់កាន់កាប់ជាង40ឆ្នាំមកយើងឃើញហើយប្រជាប្រដ្ឋរហូតដល់ពេលនេះជីវភាពកាន់តែដុនដាបសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះណា ប្រជាពលរដ្ឋក៏រងគ្រោះអាចរធរសង្គមកលែងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាឆ្នះឆ្នះហ្នឹងមិនឆ្នះតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងស្ទន់ខ្សោយណាឆ្នះដោយសារយកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបលិទ្ធិហ៊ានទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្លន់យកដីយកផ្ទះស្រែចម្ការពួកគាត់ទេចា៎បើយើងឃើញហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងកម្លាំងបលិទ្ធិហ៊ានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងវឹកហាត់រំជ្រៀងអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងណាយើងឃើញអត់មានដែ
the cách thể hiện từng ao nắng phía trơn
ទៅប្លន់យកផ្ទះយកដីស្រែចកាបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនឹងជាចំណុចឈ្នះរបស់គាត់មែនចា៎ហើយចំណុចឈ្នះមួយទៀតនឹងខ្លាំងថងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីយុទ្ធដាក់គុកចាប់យុវជនដែលការពារបដិឋានយុទ្ធដាក់គុកចាប់អ្នកហ៊ានន័យការពុតអំពីបញ្ហាគម្រោងស៊ីអិលវីនិងអំពីបញ្ហាភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយុទ្ធដាក់គុកអានឹងគឺឈ្នះរបស់រដ្ឋាភិបាលមែនចា៎ ຕົງເວີຕ້ອງອັນນີ້ແມ່ນຫາຕາຊ្នះເດນະຈ້າປຽກຖ້າຊ្នះຊ្នះຈິດສາດຊ្នះຊ្នះບໍລັດທະພິບານດັກນໍາປະເທດລໍຄືເກເຖີອໄວມື້ຄືຊ្នះດໍາໄປຜ្ដອນຜົນປະໂຫຍດໍປະຊາພິບານນະໃຫ້ຊ្នះໃສ່ຕິດສໍາໃບຕາຮືງການປຽຕາກາອະນຸກຣຸປົນພິສະຄົມນັງອາເມລິກນັງສັກຄົມ แม่สักก็มันเร่งบางคนสักก็มารับนั่งไปเตะอ่ะมันเร่งมันตกบ้านพองนั่งเอาดอกบดดอกตายยูนเตี้ยให้ชนะท้องหน้าให้ทั่วไอ้ปีจีปฏิกรรมปีจีบักจมโนโจดอจุดปีปอนเดือนขนมมาชนะมาชนะบางคนให้ปีจีบรอดทำไมก็ถือบัตรบางการเงียบจีบต่อตัวเตี้ยชั่วกลายหน้าได้ท่าชนะอ่ะเลยนี่สมัยตาปีจีจนได้ทรวดแต่รู้ปีมุนมาวนะบางคนก็อาศัยพอลแต่เลิกการเพื่อกสกอ ធ្វើស្រែចំការដាំដំណាំកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងហ្នឹងឥឡូវគឺធ្លាក់ចោលអស់ហើយអត់មានទីសាឲ្យគាត់ទេចាហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ដែលមានរបបវិធីសាស្ត្រណាក្នុងការដោះស្រាយទេហើយសួរថងណាដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ឈ្នះនោះឬមួយឈ្នះធ្វើបានតែការអំណាចជាងសារសិបឆ្នាំហើយបន្តមកដល់កូនចាហើយឈ្នះធ្វើបពុះរបស់គាត់ប្រហែលអ្នកហ្នឹងនៅក្រាញ់អំណាចទៅនឹងយកលៀបផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជាតិនិងពីប្រជាពលរដ្
ហើយដើម្បីតការពីអំណាចខ្លួនឯងហើយចាត់ទុកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំរកចំណុចឈ្នះដើម្បីប្រទេសជាតិនិងដើម្បីប្រជារដ្ឋវៀតណាមបងប្អូនបើរកចំណុចឈ្នះដើម្បីតែក្រុមបពុគាត់និងគ្រួសារគាត់ដែលក្រាញ់អំណាចមិនព្រមចុះសោះ អានឹងវាឃើញមែនប៉ុន្តែសួរថាវាមានតម្លៃអីបើគិតជាតម្លៃវាមានទេគឺថោកទាបបំផុតគឺតំណែងតួនាទីឋានៈត្រង់ស័ក្តិទាំងអស់នឹងអំណាចទាំងអស់នឹងគឺជាអំណាចដែលថោកទាបអំណាចដែលគួរឲ្យខ្ពើមតំណអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមិនចង់ឃើញមិនចង់បានហើយមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសយើងទេសំបីប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកក៏គេមិនចង់បានឋានៈដឹកនាំណាដែលក្រាញ់អំណាច ប្រជាជនរបស់ឆ្នះឆ្នះក្រាញ់អំណាចតែម្នាក់ឯងកាន់កាប់រហូតដល់30ឆ្នាំតដល់កូនអញ្ចឹងទេចា៎យើងឃើញហើយសំបីតាប្រទេសអាមេរិកណាក្នុងមួយឆ្នាំគេបោះឆ្នោតម្ដងហើយមួយឆ្នាំបានតែ4ឆ្នាំឯណាបងប្អូនមួយឆ្នាំ4ឆ្នាំហ្នឹងខ្លះគេរងចាំថាយូរផងចា៎ហើយ4ឆ្នាំគេបោះម្ដង4ឆ្នាំគេបោះម្ដងឯងហើយយើងអត់បើកភ្នែកមើលពិភពលោកគេយ៉ាងម៉េចទេប្រទេសជាធិបតេយ្យយើងអួតក្តែងក្តាយប្រទេសមានសន្តិភា
ប្រទេសជាធិបតេយ្យប្រទេសមានសន្តិភាពគឺប្រទេសដែលគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសដែលមានសេរីពហុបកចាប៉ុន្តែហើយយើងអត់មានបច្ឆ្នោតប្រកួតប្រជែងដែលស្មារតីភាពគ្នាផងហ្នឹងបណ្ណាខ្លាំងលីគេចោលហើយនៅតែអួតតែខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងជាងគេកាន់អំណាចបានយូរជាងគេកាន់អំណាចបានយូរជាងគេមិនមែនដោយកាន់អំណាចដោយគុណធម៌ដោយប្រជាពលរដ្ឋគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងគេបោះឆ្នោត គ្រប់ត្រួតឯកណ្ណំណាចដល់យូរអញ្ចឹងទេគឺកណ្ណំណាចឯសាការទៀតសង្កត់ខ្លន់អំណាចយោចាអញ្ចឹងវាអត់មានភាពថ្លៃថ្នូរអីទេយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះហ្នឹងក៏វាអត់មានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជននិងសម្រាប់ពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ដែរហើយសំបីតែអធិបតីភាពប្រទេសខ្លួនឯងក៏ការពារមិនបានផងហ្នឹងឲ្យយួនចូលឆ្លៀនពៀនទៀតឥឡូវនេះសំបីតែថៃនៅរឿងកោះគុជមួយអត់ហ៊ានជាមួយគេទេមកប្រក្រាបប្រជាជនខ្លួនឯងវិញណាមកគម
ប្រទេសថៃអត់មានខ្មាស់ប្រជាជនថៃទេអត់មានខ្មាស់ប្រជាជនយួនអីទេសួរថាគេមើលឃើញចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងខ្លាចជនបរទេសខ្លាំងតែជាមួយនឹងប្រជារដ្ឋខ្លួនឯងដែលទន់ខ្សោយនេះដែលគ្នារងគ្រោះនេះចា៎ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនអត់មានអីប្រមាថទេចា៎គ្រប់តែសិទ្ធិមនុស្សទៅ ហើយការពារតែព្រំដែនឲ្យធំធៅទៅហើយប្រជាប្រដ្ឋគ្មានណាគេចង់តវ៉ាគ្មានណាគេចង់ស្រែកទេគេក៏ចេះហត់នឿយដែរគេឈឺក្បាលដែរហងៃនេះគេមិនចង់និយាយទេគេហត់ណាស់
ແລະតែរដ្ឋាភិបាលມັນឲ្យគេសម្រាកចា៎ហើយសួរដូចចាប់យុវជនគ្នានៅក្មេងៗកំពុងវ័យសិក្សាហើយខំលះបង់ពេលវេលាដើម្បីការពារបរិស្ថានហើយនឹងអ្នកដែលស្នេហាជាតិមួយចំនួនអ្នកដែលហ៊ានជ័យការប៉ុនក្នុងសង្គមឯនឹងសត្វតកត់ឈឺឆ្អាលលឿនប្រទេសជាតិហើយបាយយើទៅចាប់គេយកដាក់គុកដោយចរធម៌អញ្ចឹងសួរថាវាសមអត់ហើយសួរថាបិទមាត់ប្រជាជនគេចិត្តអត់ បាត់ចិត្តតែទៅបីណែអញបាត់មាត់គេចិត្តបានអ្នកស្រុកខ្មែរអ្នកនៅក្រៅគេឬខ្លួនចេញទៅក្រៅគេមានសេរីភាពនិយាយគឺគេនៅបន្តនិយាយទៀតដែរចា៎ហើយមើលយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទាហានបងប្អូនហេតុអីក៏ថៃយើងមើងអីយើងចា៎យួនអីមើងអីដូចប្រជាជនទាហានខ្មែរយើងបងប្អូនជាជនទាហានខ្មែរយើងដែលគាត់ ការពារព្រំដែននៅតាមព្រំដែនណាបងប្អូននៅតាមខេត្តព្រះវិហារនៅតាមអីចឹងជាងពេលខ្ញុំធ្លាប់ទៅក៏នឹងជួឆ្នាំដែរគឺឃើញមើលអណ័យអធមណាបងប្អូនហើយក៏មានបងប្អូនច្រើនទៅក៏ឃើញវាមិនខុសពីខ្ញុំទេខ្លះហួរតែបិជើងផ្ទាត់ពាក់ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវគ្មានផងបិជើងផ្ទាត់ដាច់ទេយកខ្សែចងពាក់ទៀតហើយក៏អាវសំលីសំមុះពលិបលៈខ្លះលហើយក៏មានហើយពេលឃើញភ្ញៀវទេចចូលមកអញ្ចឹង សុំលុយគេវាអនុញ្ញាតធម្មបណ្ណាមន្ត្រីទាហានការពារជាតិមួយទាំងមូលការពារព្រំដែនមួយទាំងមូលណាបងប្អូនបែរជាតម្លៃរបស់គាត់គ្មានចាអត់មានគិតគូរអំពីបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់រស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរវាអត់មានសោះហើយអញ្ចឹងហើយយើងពង្រឹងការពារព្រំដែនបែបម៉េចឲ្យសត្រូវនឹងគេខ្លបខ្លាចយើងយ៉ាងម៉េចបើយើងទន់ជ្រាយមឹងយើងអត់មានដល់តម្លៃឲ្យទាហានជើងអត់មានគិតគូរដល់ទាហានដែលជាអ្នកការពារបរិភពទឹកដីយើងផងហ្នឹងចានេះជារឿងមួយដែលអណ័យអធមណាបងប្អូនហើយយើងមើលក៏លេខទៅមើលទាហានជនជាតិថៃនៅក្បែរប្រទេសយើងហ្នឹងណាចាការស្លៀកពាក់គេហមហួតណាចាហើយយើងក៏ឃើញទឹកមុខសាច់ឈាមគេក៏គេខ្លាខ្លំដែរចាគេថាគេរស់នៅដោយមានការឲ្យតម្លៃនិងការយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រាក់ខែចាយគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលគេ មិនដោយរដ្ឋាភិបាលយើងចាត់ទុកទាហានដោយសម្រាមអញ្ចឹងទេចាហើយយកប្រើពេលប្រើការមកប្រាប់ប្រក្រាបជាជនយកគាត់មកប្រក្រាបពលិទាហានពេញប្រទេសអត់មានយកធ្វើអីកើតក្រៅពីទុកខ្វាន់ប្រក្រាបជាប្រក្រាបខ្លួនឯងទុកខ្វាន់ប្លន់ដីប្លន់ផ្ទះជាប្រក្រាបខ្លួនឯងទុកខ្វាន់តែចាត់ចងជាប្រក្រាបខ្លួនឯងទាហានយាយពីបញ្ហាសង្គមដែលទាមទារយុទ្ធធរគឺយកតែមកប្រើការប៉ុណ្្នឹងឯងហើយ ដែលញោមបាក់និយាយបាក់ទៅវិញដូចពលិទ្ធិអឺដូចទាហាននៅតាមព្រំដែននោះបងប្អូនហើយគាត់មានកម្លាំងចិត្តអណាចាហើយមានកម្លាំងកំហៃណាទៅតតាំងជាមួយគេនោះបើសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនឯងមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់មួយគ្នាផងទោះគ្នាខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ជាតិគាត់មិនអត់ទេគាត់ស្រឡាញ់គាត់ទៅនោះគាត់ការពារគាត់លះបង់តែគាត់ថាគ្នាខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងគាត់មានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាសោះចាហើយអំណោយចែកមកឬតែសុំឲ្យទាហ
ហើយបើសិនជាខ្មែរប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងវិញ Còn là dễ hướng bánh hạ phép ở chất thật thôi, hướng bánh hạ sự công tích tức gọt chạp á. Và tại xìm kênh dễ đó, bà cá thơ sừng kìm chứ mới dân gọi hiền chứ mới kê tình. Hay bà chế bà rạc mai dân mới khá nơi tật đó bà tê mạng lê hay. Chlong bà tê hay, tớ xì chân nguồn kê nâng nữ hoài quán là khá nơi dân bí bánh hạ sừng công bác bó lò. Cả đập nó bác luôn anh tích có chấm nai lôi. Chà, mình tích bón ấy, nhưng cái thả chô đó mớn này. Nó bây mà chắc bà chế bà rạc luôn anh đàn. ក្រៃក្រយកមកដាក់គុកសួរថាវាសមខំប្រឹងដំឡើងអំណាចរបស់ខ្លួនឯងនឹងដើម្បីធ្វើបាបប្រជារដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនឹងវាគ្មានដំឡៃអីគេក៏ទៅសារសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងឬភពលោកគេមើលឃើញថាគេកើតទៅសារថាយើងនឹងអស់ចាទេចាគេមើលងាយទៀតគាត់ថាគេត្រូវតែតំណែងស្ែបគប់ជាមួយឯងពីព្រោះបានផលប្រយោជន៍ដល់គេដូចយួនឯថៃអញ្ចឹងចា สุดท้ายเกตุประกาศไปเชียร์บอลเก้เราไปเชียร์จนเก้ยังยิ่งชื่อชาติไปปั่นให้ของกอกกุดนั่นเกี่ยมแต่สอบตามไปเชียร์จนเก้ให้เกี่ยมเรียมมาได้ยังเดาประเทศไปยังเตี้ยดาวรัฐบาลนู่นได้รัฐบาลนั่นเตี้ยไท
ថាប្រកាសនឹងធ្វើសង្គ្រាមហើយយើងនេះអត់មានទៅខឹងថៃខឹងអីទេមកខឹងតែប្រជាជនខ្លួនឯងនេះមកគម្រាមរៀបចំអាណាដាក់បញ្ជីខ្មៅជនឧទានជនអីណាទៀតហើយហត់នឿយហ្មងនិយាយទៅរឿងបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋនេះអត់មានគិតដោះស្រាយចាប់គ្នាដាក់គុកពេញតែត្រង់នេះអត់យកដោះគ្នាចេញទេចាឥឡូវនេះទៅដោះប្រជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យមានសេរីភាពអស់មក ให้บัญชกการปราบปรามกำลังสมัติกิจแต่เฮียนบรรลีสันติศักดิ์อ่ะนั่งแต่พลันยอดใดเยอะจะการจีจนเตียนนะกำอ้อยบอกแต่กระเมืองเงี้ยเตียนจ้าให้กึดกู้เหงื่อการเปียบนักเพียบตึกใดให้กำรงเสียอลวีนั่งก่อนจังได้ปะทะเบาเจนให้ถ่ายแต่ดันยวนเจนปีตึกใดถึงบนไข่หนึ่งให้ดึกไข่กับปงทมจังมาบอลยมเคยเกยสับสายก็เมียนเกยทอดต่างปันโนมาดักเตียนนะบอกบอลเลยพลันเลยกลายจะการกระสู้ยวนนั่งแล้วหดดักเจียงเหมือนเลียนให้ตาได้เจียงเหมือนเลียนกะละให้ตาบอกบอลจะอ่านเ
ហើយសួរមិនសួរមិនបោះដីទាំងលៀនហិតតាទាំងមើលមើលហិតតាយកឲ្យយួនយកទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនទៅបង្កើតបុគ្គលបរសម្រាប់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេមករស់នៅហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងលះមលហាមរត់ទៅសំណាក់ស្រុកទៅដល់ប្រទេសថៃខ្លះក៏មានច្បាប់ខ្លះក៏អត់ច្បាប់រស់នៅលួចលាក់ខ្លះគេចាប់បានដាក់គុកទៅខ្លះក៏គេបាញ់សម្លាប់ទៅតាមព្រំដែនដែលរត់ទៅខុសច្បាប់ចឹងទៅសួរថាអំណាចធម៌ប៉ុណ្ណា ដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនេះអត់មានចេះគិតគូរប្រទេសជាតិខ្លួនឯងគិតគូរជាជនខ្លួនឯងនេះហើយកម្រាមតាប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងខ្លាំងតែជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងអត់ហ៊ានខ្លាំងជាមួយនឹងជនបរទេសទេបងប្អូនយួនអីខ្លាចគេឲ្យញាប់ហ្មងថៃអីហ្នឹងក៏ខ្លាចគេឡើងញាប់តែបើជាមួយខ្មែរខ្លួនឯងនិយាយពីខ្លាំងអូអត់បានទេណាកុំមកនិយាយរឿងអីសិទ្ធិមនុស្សរឿងសេរីភាពរឿងម្ចាស់មតិអីគឺអត់បានអញ្ចឹងហ្ម
ແລະគ្នាញ៉ៃទៅគ្នាអ្នកធំដុំអីអស្ចារទៅមែននេះគ្នាជាវារិះសាមញ្ញកូនកំប្រីកំប្រីទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលរបស់សម្អាតគេតាមផ្ទះសោះក៏គាត់ធ្វើដូចជាមហាអស្ចារណាបងប្អូនបន្តែដល់ជាមួយយួនជាមួយថៃឲ្យរញាប់មួយគេហ្មងអត់ហ៊ានសោះហ្មងណាហើយដូចបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ចឹងដែរនៅក្នុងស្រុកវល់ណាអ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយថាអ្នកខ្លះវល់ហ្មងអារឿង ទៅចូលមើពុកលុលេអុកញ៉ាជំទាវខ្ចលណែជំទាវលៀងលុយខ្មៅជំទាវស៊ីឈ្នួលកាន់លុយយីគេណែឡើងពុលពេញនឹងអស់តាមតែមើតាមតែខមមិនទៅហឿងប្រទេសជាតិយើងហឿងទឹកដីយើងអត់សូវខ្វល់ទេអ្នកខ្លះតែអ្នកខ្លះគាត់ខ្វល់ហើយតែគាត់មានយីគាត់ខ្លាចតែអ្នកមួយចំនួនណាអូយីពីសកម្មតាមខមមិនតាមមើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចារឿងបញ្ហាបវរកញ្ញារឿង រឿងបញ្ហាបវរកញ្ញារឿងបញ្ហាវប្បធម៌ខ្ញុំដឹងថាវប្បធម៌ពីពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងមែនយើងមិនចង់បដិយឲ្យប្រទេសណាមួយគេមកដណ្ដើមយកទេប៉ុន្តែគាត់ថាទោះបីយ៉ាងណាក៏វាមិនទាន់មានដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរដោយបញ្ហាក៏របស់យើងដែរក៏គុតដែលថៃកំពុងតែទន្ទ្រានចូលនឹងដែរបងប្អូនរឿងនឹងធំជាងរឿងវប្បធម៌ធំជាងរឿងបវរកញ្ញាទៅទៀត จ้าเรื่องปัปปะทอนั่นก่อนนะถ้าตัดดามเยอะตัดชอเลยยังนั่งมีนตึกได้จ้ายังนั่งมีนประเทศยังนั่งไอกาเปียปัปปะทอไปยังบานยังเรศซาตัดปัปปะทอยังไอแต่ละอ้อแต่ไอแต่เรื่องมอมแต่จ้าวิจังตัดดามเยอะยกชอลงแต่สำคัญไอแต่ประเทศยังนั่งให้เรื่องบวกกันยานั่งกันจังได้ไอแต่เปรียดยี่ปีน้อมคเนียโอ้ยหัวไพ่จงจังเรื่องต่อมาเรื่องบวกกันยานั่งจ้า ยังพอมันทายได้ยังก็ตัดซาได้เอาใจต่อมาใจชื่อจะอาจังเต้าบอกเกมเงยปันใต้ก็เอาแต่เรื่องเรื่องเหมือนเศร้าสำคัญนะเวทเธอเรื่องสำคัญครั้งนะเราไปเรื่องสำคัญเมนเทนสกัดหมดจบอ่านั่งอะไรเจอเรื่องมวยดาลปะปะนึกตัวโยนะจ้าบะเรื่องบอกว่ากันยาเรื่องใส่ใจพิจิตรเอาให้ตัวคนตัวจมเนี่ยจมเรียงตัวกับพลายไงจ้าเพราะใส่จักเมงเพตีปีตีใบยิ่งจริงมาเอาให้แต่เราไปเรื่อง ก็กดยังปปนาปปนได้สังกัดเฉิงจะอัดเขียนก็เอาไอ้หมามันอันนั้นไปเจอปรไทยเกมเงียบบางปอนไม่คลังไอ้คลังบานแต่เรื่องอัดใส่บานแต่ยาวอีกหนึ่งเราไปเรื่อง
mền tên ắt hiền phong nè khát kê là nhọp nè nâng ngay ắt hiền chỉ mũi kê nè hay việt việt mình tại bản năng cái việc sầm khăn cái rất tháp bị ba giờ nó cầm riem thêm tiếc nè cầm riem ai chơi chân nâng thơ tiếc nè cha mà ai chơi chân dây hướng cọc quật nâng tiếc nè hay để bóc ôn nhưng nó khép tới cái khoản vậy tha bà sân chỉ dân nơi kia mình thấy tới việc thay nâng ai dọ bàn nè vì phố kia đang sinh ra ra tha ba nâng cọ sợ đại khoa lượng cái tay chia tể bộ đại phiệt tức đấy cọ khoa đại cọ trọ cọ ấy bạt tay dún cọ nẹt nhẹ ao tay kê tiệt chẳng mang chơi chân cái ca tụng sắp chặt nè cái ao dân tiêm tỉ bà mình khoan tê vì ai đừng bắt ông con nó nghe hay việc bắt vì sai nè tật đây thôi mình chết bà kê đông ta dương miên nằm lại chở nè ao dương chỉ lên biên phong ai thay chỉ lên biên hoang ắt hiên chỉ mũi kế mà hiên ta chỉ mũi ta phải chia ra khmai ở ngay chia ra khmai còn ai đừng mong nè chặt khnề bằng bát mà ở đây khnề thơ bao khnề bất sân bất giấy phía plon te plon đây do sai chấm ca thôi khnề ở đây ở sai ở te nơi rất là nơi chấm nặng sọc ai thay mơ nghe nè thay nương tiệt số tha cái lấy nát đại dự tử sát chen chen là bao sầm bao rạp tha bị ba nè bao lục hôn sai nè đại quạt miền nằm nuốt miền mưa tận nặng hiệp nè chen hay kê chen chưa bao rạp anh lần khnề lần xò chẳng óc xò lấy nè chen lần từng co từng tức đây lần cho ngả lưỡi giờ lót óc hay nè ở lần dự tử sát chen mến chen ấy sầm bay tại phải sàn co vót mũi khôn ai nè mình miền lạp tập hiệp cặp quần khôn ai phong từ chùa từ ao chân chết chuồn lục sập cống chân chết chuồn mọi cặp quần phải sẵn có vật mang ổn phải sẵn có vật chia phải sẵn đây chia tha tha kê đầm lay là bao đông ta chứ đò miên đầm lay bằng phốt á mình cua na tha bị ba dân bẩn đau dây hiên vô phải sẵn bổ ran ba dân vô từ chùa ao cầm hôn ai cái chốn á mang ổn vì ở đây miên ấy phải tay lơ lộc này vì chầm lay chứ ra tha ba dân ấy có quạt thơ ba đây ao tài ca pi ẩm nát rồi bao quạt nâng phải bị cháy đó không cứu xa còn đừng bạc phụ hay xem cái thảo ngay đi về lên từ chia và tay cam chia nó bọc bạc phụ ai biết tay chia bọc cứu xa hay là lần đi chà việc khai từ chia bọc cứu xa nó bị ngôn chương là bọc bạc phụ tiết bằng phong bọc bạc phụ nhưng ai tha mến mến chia sạch chiêm chất sẵn khí ai nạ nạ thơ khóc đã tục niệm bàn tay vào chia bọc cứu xa hay chứ mà đây là bốc thơ khóc con cắt tục bốc tê chà hay con thơ kho ở bốc cắt tao con thế chân với căn tay cái hào tha bạc phụ này dùng việc căn tạc lắng mà con cửa xa này dùng nó việc căn tạc lắng à lâu ní xâm bay tạc thạc ban tầng ơ nó không có tế cam chia với đôi chia thạc ban ngọt tạc hay việc thơ ca ban tạc tam ca bình chia rồi bỏ cửa xa nâng môi tế bỏ thơ ca xa mẹ bình chia bỏ rốt cửa ẩn mình tế thạc ban tạc lá ca thạc ban chụt tạc thôi thạc ban bất sập hia รสเพียนั่งก็เมียนบานแต่ยาวใจได้ปิดทัดนกรองแต่ครูซามวยเจเนียครบครองจังเงยยังชี้จับได้มาปนเอาปฏิเจียดยังมวยถึงมูลเอามาครูมนุษย์มาครูซานั่งมาครบครองขนมเนียนเจียมนุษย์ด้วยคณีนะจ้ายังชี้จับปัดโยปฏิเจียดยังมาเล่นสายเจ้าบ่มราอ่ำนัดครูนายเจ้ากาเปียมนัดครูนายโยมาดำใบบ่มเป่งให้จิตตาเพียบลุกลุนบักครูนายให้ทวบาปเจียบรถเจียงดับเรียนเนี่ยบางปองให้ยังเจียงดับเรียนเนี่ยก็ปัดดอยยังเกิดทวบาปเตี้ยวิจิเรื่องเมื่อไหร่ทอมนะให้ด้วยยังดำนางเรียนจังดำนางเรียนในขนมสกมายมาโรยปมวยเนี่ยบางปองมาโรยปมวยเนี่ยไอขนมเหมือนเนี่ยแผลคายเหมือนติดยังปีปอนตะใบปอนนี่ให้ยำเลือปอมเหม็นใส่ไงม้วนปัดนั้นยำเซลตกตอนเลยเจ็บปอมเหม็นใส่เลยทำหมักคายดอกละหดอ่ะแล้วสั่งแต่ดอกธนาดูเจ็บบุญแต่ปรามปอนพ่อมองปอนกูจะเอานั่นนะมันเนี้ยมันเนี้ยอ่ะแต่ขายรอบปอนดอลล่าให้ไปเชียบรอดรักละห้ามให้สู้ไปเชียบรอดเพื่อเฉินได้สกอลมุกดำนางเรียนนั่งต่างอ้อนนั่งไงมารวยกับมวยเนี้ยเนี้ยบางปอนเคยอย่างนี้ได้สกอลเลยได้แต่บางปอนยังเมียนปั้นอย่างฮะเกลุ่มโลกโยกแต่สมบัยได้ทลีสายจำกาเกลบังกอเพื่อไปจุดทอเธอบาปปนละกอเธอบาปกรรมกอรงจะเธอบาปบอกกันลึกนะกะเวอร์เลยนั่งได้ดำนั่งเรียกต่างอ้อนนั่งไงจอมกาเปียไปเจ็บประหลอดเลยมาต่อว่าแล้วคงสุดเพียดำใบกาเปียไปเจ็บจนเลยสังกัดเฉิงจำแต่บ้าแผลคายมาคายมาคายรับปอนด์ดาราให้แผลคายนักบ้านเมาปีหน้าคือบ้านเมาปีไปเจ็บประหลอดได้คอมผงขอซีเทอร์กาบังปนต่อไอรัฐาภิบาลมาปนให้รัฐาภิบาลนั่งก็กอดลุ่อาทนเทียนตรอบสบัดทอมไปเจ็บบาดเจ็บจีเจ้าเนี่ยมาปนโยลุยนึงมาดำใบกาเปียมนายกอดเนี่ย
Hay đầm nang riết thằng ót nâng có ót miên hiên ấy chỉ mới nâng khó tha bị ba nâng đấy. Chà, cứ ót hiên to và ót hiên bạch chăng là bây ca biệp chứ chân không nách ót. Dì rùm tâm mà rồi bà môi nạn nít đôi mà nữ dân chân côi chăm ta lợt đai do phẹt hai. Mong bà ôn. Mà đầm nang riết nó sọc kê đi ót ấy nè. Kê bạch nhà ca biệp chứa bà rọt nghe nè. Chà, hay dân đầm nang riết chân mà rồi bà môi nạn mình đai khơi chông mò. Do chất tục đạo mới bị chia chân miên bánh hai miên rương ấy to tăng dù mới ra tha bị ba để đo xe ấy chung chia bọt bắt đo dù tự thô đọc chia bọt ớt miên sọ miên ta phải chia bọt khôn ánh chà bê chụp cổ hỏa xoăn bê chụp hiệp bản chất thô cứ miên ta phải chia bọt khôn ánh to tăng khôn ánh tiêm tiêu khôn ánh đôi côn cái hà tha miên là nạp chia bọt khôn ánh đôi sạch của bì kìa nè đôi côn của bọt nó không phê chẳng mong bọn hay tam cá bất nệ thằng ớt nó quên nó không xin được chén nữa. Do chú mục không nên chuyện đầm nàng bỏ riêng này, đầm nàng bỏ riêng bà này ra, đầm nàng được bỏ chia bỏ rốt á. Bà ta có ai mình thua ca hay phong nâng mong phổn. Chăm ta lợt đây, bà cực cách ai ra tha bị bà mặc rùa xa nâng nâng. Chà. Lợt mà đo mà đai lợt, bà tha mở rối bởi mùi nẹ mong phổn. Con trò tèm mở rối bởi mùi, mà đai bà cách, mà đai tha ớt mà đo nà tê. Kê ai thua ấy thua nâng. Hay si phẹt hai rắp bọn nâng từng lục từng tiêu từng ai đã đom cái nưng hay mình đai che cà phê chia bọt bàn mà ư nè sắp bây tật nhóm mình đai squat thành đầm nắng riêng từng ao nâng miên bục của mạch kha miết chu ấy kha ắt squat đấy mong bóng cả đôi tiền nhóm đấy phía chân ắt squat đấy cha mong coi chăm do phe hai sủa sủa món á cái tay và tay chết dưng à lia với ao tạm hạ mạ nâng à lia món về tình nghĩa khăng na khăm ai dưng nô bàn đi ơi cha vậy luôn tao về tình nghĩa hai lư món á bóng จะอุปสรรคจะลูกปูชวนหอยอุปมาทาเบอร์สันเจฮุนไซน์เมียนหรือเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ก็กดตะไทยหายไปจีจุนขมายนามันเนี่ยเฮียนหามหมด ติดเตียนประชังนุกเกดังเจ้ายุ่งยงจับดักกบมันคานลายเรียบประกาศหน้าผัวแล้วก็นี่บัตรไอ้นั่งกอดกำเรียมไหมนั่งกอดกำเรียมขมายนักแข่ปฏิทัยไอ้ดักโจกนั่งบินจีจัดตกท่าจีปุ่ยเตรียมนั่งเวียเวียเจี๊ยซ่ามวยกำเรียมดอกขมายขนมสกนั่งเวียโดยตะขณีจังยมจะบันยมใหญ่ตายมบัตรไอ้เคยถนัดดักนอมนานจังวางปนเกี่ยมีนแต่ปัดดอกชันเตะเอาไปเจี๊ยบรอดเกนั่งก็จะสลันเจี๊ย จะกาเปียโบนักเพียบตึกได้เมื่อจีจนไทยจีจนยวนมันเถิดมาจะกาเปียโบนักตึกโบนักเพียบตึกได้แต่ดำทรอปชลินเปียนไปเกยมาบ้านไอกาเปียไอจินจำจัดตันเตรียมโยปะไทยเตียใบเจียประธาปีบายเยอะนิดแบบบักสมาร์ตได้ไปเจียประคนไอ้กับไอเจ้ากาเปียโบนักเพียบตึกได้คนไอ้นะกลมทาไรไอแต่เตรียมโยปีแนนานุสัมไปแต่ไอกาเปียมันไอยังกาเปียพองจ้าจังยังเคยเนี่ยกว่าปนังคือทา เอาไปเชียร์บอลกันเมียนต่ำนุกจัดไอ้กันเมียนสังเคราะห์ไม่กี่จื้อเจ๊กันสบายจัดหนังการดักนอมยังอย่างมัดมายังอัดเมียนเธอการไอ้การท้องนั่งบอลใหญ่แต่บอลยังเปรียบเทียบท่าบอลเนี่ยหัวซีก็หาเจอคลุกหมองอัดเมียนบ้านไอ้เต้อัดเลียต่างอ๋อให้อ่ะแล้วลูกปูกรมสับปันใหญ่จังทำส่วนนั้นไปอัดเตยคณีจมูกนั่งไทยนั่งเรื่องเปรย์เนี่ยเรื่องเมียนเปรย์การเมียนไอ้เนี่ยในคางของสมบัตินั่งเมียนตำไรละหดดาวเชียงมารอยเลียนปอนเดล้า ส่วนนั้นใจคณีเต๋อใจคณีใจคณีให้บ่มซอกอ่อนลิงเต๋อสมบัตินั้นให้ใดนั้นส่วนอ่ะก่อนนั้นเอาแต่ไทยดัดเตี้ยจ้าจังมันในท่าเราท่าปิดบายเยอะนะมองโอนให้กรมสังคมท่าก็เธอไอ้มวยลุ่มสมบัติเจียนามวยมาช่วยดอจีเพียบไปเจียบรอดให้มาเธอไอ้ประเทศเชียริจัมรานตามเยอะทั้งอ่อนนั่งเกือบเมียนเต๋อเกือบได้เมียนเต๋อมองโอนเกี่ยขวัญมันยม ลือพ่อเมียนทาสมัยแต่ทำแต่บุญใครแต่กระเจาะถนัดครีมโดนครีนั่งกรมหุ่นเชียงปรามรอยกรมหุ่นตะกอไรนั่นนั่งจ้าให้สุธาเชียงปรามรอยกรมหุ่นเมียนแต่กรมหุ่นอุสลีกรมหุ่นไอเตี้ยให้สุลลอยเตยน่ะน่ะจูบานตะกอนั่งลอยเนินน่ะเมียนบานช่วยดอกเชียร์ปลอกคลาเมียนแต่แบบดันใบแบบดันเชียร์ปลอกโยใบโยเตะสมัยสายจังกาโยสมัยแต่ข้าแต่โนขมอยโดนตาแบบบอกขมายจนจิตดำเพี้ยติดกอเตยแต่ดำปัดโยได้โยแต่จูไรเก ให้เวียนเป็นบ้านพ่อไปยัดมาขมายเยอะเวียนเมียนจ้าเดือดเลือดเรื่องเปล่งการแต่ถ้าบ่เมียนนักนองอัศมดนองเมนน่ะ
จ้าบ่ตามกรมหุ้นมวยป้อไทยนะเกี่ยบานไปจริงตามมีนปริงการในขนมอาสมบัติกอกกุดนั้นโหลดบรรลุบานมาป้อนมาร้อยสามสิบแปดล้านปอนด์ดอลลาร์ จังบ่มีนแม่นะรัฐบาลบ้านนั้นบ่มยอมบรรลุก็เกี่ยมเป็นช่วยดาวไปเจียบรอดยังไงฉะนั้นก็ยอมมาตักสมแหบแต่กาปีอำนาจประกวดนี่จ้าจังถ่องนี่ให้ได้ไปเจียบรอดเกมันอาจจะตัวยอบานเต้จ้าให้กุมเจ้าไปเจียจนเจียวเตี้ยมนะไปเจียบรอดเกสลันเจียเกโปรยบารมีเหมืองปัญหาบ่อนะเพียบตักได้เกคังหนึ่งไทยได้ประกาศเธอสังเครียมจังเชียนเปียนโยก็ก็ใบเจียรัฐบาลคนไอ้ มันคังหนึ่งไทยมากองตรอไทยเฮ้ยมากรมเรียบไปเจียบรอคนอันแต่ได้ขนมจีขมเจ้าทับปุ่เตรียมตัวเองเนี่ยให้ไปเจียจนขมายนะก็เฮียนใหญ่น้องน้องสองก็ลือแต่จักก็คลายมาตีไรฮะเนี่ยจองใหญ่ก็ก้อนเฮียนใหญ่นะเนี่ยบางคนนวลจันทร์ไอ้ยังไม่คอมมันเฮ้ยอย่าท้าบี ป่ะมองอ่ะเหงื่อแต่ขมายังบัดสั้นเลยยังมีเนี่ยดักนอมรอแต่บันเต็จเนี่ยใจสลายไปเชียบรอดใจกาเปียบอลอ่ะเพียบตึกใดให้ดักนอมบัดเต้แบบบัดทิพย์เจ้าทับตะไบเปิดประกอบโดยจะไว้ได้บ้านเจ้าทิศเนี่ยสั้นเพียบติกรงปารีมดังรออย่างนั้นเต้ให้ด้วยเหงื่อกอดกดเองนั่งเหงื่อเหงื่อตึกใดยังได้ถ้ากาเปียตามพรมได้เหงื่อก็ตรอเลยนั่งบารัฐบาลไปบ้านยังก็เจ้าทิศเนี่ยสั้นเพียบติกรงปารีหายบางโอนมันป่ะนั่งเตรียมเตี้ยเต้ เตรียมเตี๋ยก็ตรอเตรียมเตี๋ยขมายกรรมเจี๊ยดใดกรรมเจี๊ยขอมันนั่นคืออัปปะเตะเมื่อก็ตรอไม่แต่เตรียมเตี๋ยใส่แต่ก็กัดเดียวต่อไอเกมองก็เธอตุ่มนายตุ่มรงฉับจ้าลังฉลังเยอะไอจูนกันกัดบัดหมดไปจ้าวันสั้นเจี๊ยก็มินตึกจัดสลังเจี๊ยดนะจ้าบันยิ่งจ้ามันยิ่งท่าบันมินตึกจัดสลังเจี๊ยดนะเตรียมเตี๋ยแต่ตึกใดกรรมเจี๊ยขอมองวันนี้ก็ปรังเกลักเสียยังได้จ้าก็อันตรายเจี๊ยเกลักเสียยังได้บุปผิดใดบ้างยังเมน เกรงจำแต่รัฐบาลนั่งเตรียมเตี๋ยไต่ก็อัดเตรียมเตี๋ยไอ้ต่างอ๋องก็ตรากับไอ้เกตีนให้ด้วยก็กดนั่งจังบัดสั้นเจรัฐบาลจังตอว่าอัดจังบัดตะลึกแต่เฮียนได้แต่เพื่อสังเครียมไม่ได้สมัยนี้ให้นุ่มจ้ามันบัดเต้ยังดักเตี๋ยบันดังตือองค์การอันตรายเจียนตั้งตือคือเกตุการณ์ดอกเสียเกมบอกว่าเวรตามแผนตีนั่งไงเจียเจ้าท่าเปียเมียนไอ้ปะปะได้แต่ท้องปะปะปะปะท้องท่าพายเจียก็มันจะเอาไปเจียบรอดลูกได้ผัวเวียนเมียน ตีขนมไอ้มวยจมวยหนึ่งไทยได้กวดเธอการสักการคเนียดอกโดไอ้ยังอับยัดดังจะท้องนั่งไอ้บันรัฐบาลยังจะตะกุมเรียมเจียบรอดนอนใหญ่จะยิ่งเบิกคอมมันออกลาเตียนฮันซันเคียมฮันสังเครียม จ้ากะไว้ได้แต่เฮียนนั่นมันนัดกำปองประยุทธ์เลอสมารพุงเฟซบุ๊กจ้าปุงประยุทธ์นั่นเลอสมารพุงเฟซบุ๊กนั่งไอ้ปุงมาตามเมื่อเนี่ยนะเฮียนหรือยัยไอปีหงกอกกดนะเฮียนริกกนไอหงรัฐบาลเธอการดักนอนไปเต้นยังบัดยังบัดยังหลังนั่งแต่เฮียนต้องอ่านนั่งมาเธอกาทา สมารภูมิจมวยนึงเฟซบุ๊กไว้จมวยนึงไปเจียบรอดขมายขลุ่นไอ้เนี่ยหลังเนี่ยอดเมียนโยแต่เฮียนกำลังผลิตแต่เฮียนต้องอ่านนึงโยตือสมแอบกาเปียโบนักเพียบตึกใดไอ้ที่อดสมองให้เมื่อสมัยแต่เฮียนได้กอดตะกาเปียพรมได้นะบางปอนบางปอนทรับเคินจีโยจีโยโยยตามบิดตะโอได้กระปุกกระตอมาอะไรตะกาเปียพรมได้ตลอดมาแต่เว้นปปอนเกจับดักกบโกนหัวนาทาแต่สมัยกิโยออก สัวท่าเวคลอบซาปันนะอดเมียนอ่ะนัดอโซอดเมียนเลิกตึกจัดคณีไอซ้อจนบอร์เต้เนื้อคือเชียนเปียนตามปรุงแดนเกลมกัลโจเลยจ้าให้อายเยอะนักน้องปฏิเนี่ยรัฐบาลมาโคลนไอนี่เมาเทอร์สังเครียมพลันเยอะได้หยุดแต่เย็บรอดนักน้องปฏิเนี่ยแทนเตียนตาไอจีจนสังคมไอนะ อ้อยสังคมไอให้ผลิตเฮียนสมัติเกจจะอ้อนี่แต่บ้องช็อกไฮล์กับเพลิงประดับประพุทธเป็นใดปันอัดเมนโยเตอร์ไปยึดไปช่างต่อตั้งหืองกาเปียโบดาเพียบตึกใดเฉมวยนังบอเตนาเมยเตตกขวานตาไวเธอบาประกราบขมายขลุ่นไอ้นักน้องประเตนังไงจ้าฮัลโหลวันนี้จ้าฮัลโหลกล้องมือคอมมันมองโป้งไต จองเมื่อคอมมันมองโป้งไต่จะต้องไปเจอตลบตะคอย
Religion, CPP is not human becoming the born to destroy Cambodia country created by Vietnam. ថ្ងៃគាត់និយាយរួមទៅគាត់ចាត់ទុកថាខ្លួនគាត់នឹងជាជនជាតិបរទេសបាត់ទៅហើយគាត់លែងគិតថាខ្លួនគាត់នឹងជាខ្មែរហើយគាត់មកដឹកនាំនេះមិនគិតស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង ស្លាញ់ប្រទេសជាតិយើងការពារបរិភពទឹកដីយើងអីសម្រាប់កូនចៅខ្មែរទៅជំនាន់ក្រោយទៀតគឺអត់មានទេគឺគាត់មកនេះមកតាមផ្លេចផ្លាញនឹងឯងគឺគាត់ថាបាយចោចរបស់គ្រួសារគាត់តែមកមុខប៉ុណ្្នឹងឯងតែការពារអំណាចហើយនឹងយកលៀតសការៈសម្រាប់ពេញបំណងគ្រួសារគាត់តែគាត់ខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់រស់យ៉ាងម៉េចជីវភាពយ៉ាងម៉េចបបាក់វេទនាយ៉ាងម៉េចគាត់ខ្វល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគាត់ឆ្លងជាតិអីនិយាយការពិតការពារប្រៃឈើអីឃើញឯងបងប្អូនលោកកែមលីជាអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងមួយដែលយើងពិបាកនឹងរកបានត្រូវគាត់សម្លាប់ចោលពាក្យខុសពីសម័យប៉ុលពតនេះអ្នកចេះដឹងគឺសម្លាប់ចោលលោកជាវិជាខំប្រឹងធ្វើការតស៊ូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផ្សេងៗដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករត្រូវគាត់សម្លាប់ចោល ហើយយុវជនការពារព្រៃឈើត្រូវគាត់ចាប់ដាក់គុកកាត់ទោស6តំពល់ឆ្នាំឯអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកទៅលក់តាមពើចិត្តបានលុយរាប់លានចែកគ្នានោះបែរជាដេកក្នុងសុកស្រួលស៊ីចាយលើកំណត់លុយដែលបានពីការលក់និងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឈឺឆ្អាលពីរឿងប្រទេសជាតិគាត់បានជ័យពីរឿងបញ្ហាសង្គមបញ្ហារឿងសៀលវីចាប់គ្នាដាក់គុក តែវាមានសង្ឃឹមអីទៀតបារម្ភថាបាល់ធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជាតិហើយនឹងចា៎ហើយឲ្យគេជឿជាក់យ៉ាងម៉េចថាខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ប្រជាជនយ៉ាងម៉េចបើទង្វើរបស់ខ្លួនឯងរងងាយនឹងមួយថ្ងៃចង់អាឃាតតែជាមួយប្រជាជនហ្នឹងមួយថ្ងៃគឺតែប្រឹងតែរកវិធីណាបបិទមាត់បបិទសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងអារឿងក្តៅកុកគេប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមនោះអត់មានទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរយត់យត់ទីនាមចាបងស្រីជំនឿសួរមកខមមិនពេលខ្លះអូទៅវាទៅលឿនពេកមើលអស់ទេបងប្អូនហើយ ពុជតកោហ៊ុនសែនកាត់ចេញពីខ្មែរក្រហមអាខ្វាន់សែននេះហើយដែលជាអូពួកគេហើយអត់ចេះដឹងដឹកនាំប្រទេសពុជនឹងគឺពុជនឹងងងដល់ឆ្អឹងនឹងដល់ចៅយារួមទៅខ្លាំងបានអាខ្មែរគ្នាឯងនឹងតំងភេកខ្មែរគ្នាឯងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងដើម្បីតែប្រជាជនខ្លួនឯងដែលគ្នាតន់ខ្សោយនឹងខ្លាំង ท้องอัธยากำลังปลิตเฮียนสมัติกันเยอะตื้อรุมลุกเยอะได้แต่เนี่ยจับเนี่ยดักกบไอ้นั่นคลังแต่กลมเรียมแต่ประเทศจนไอ้ไงเมื่อไงแต่จมวยเกอร์นอบอัดเฮียนจมวยเกตไอ้กำลังปลิตเฮียนมวยสัตว์ดมปันปันนานในคลาอ๋อเปียสังหานักกับเพลิงแต่บ้องฉับคายเลยนึงเธอลอยนะปันตายอัดเมนได้ตะกาเปียตึกใดนะบ้านแบบเบี้ยเต้มาจะอามเต้ อาเกยโจโยตามเปิดจัดเฮียนก็ออกมองอัดเฮียนซอกแต่ว่ามึงมวยขมายเป็นใจวิวคลาหักนะมวยประชาชนขมายคนอ้ายใครก็รอรมกรุ๊งนั่งจีบคลาหักจับบ่อดัดลานโดยเตะสหายมองนะจ้ะเหม็นธรรมดานะยิ่งจูบอ้ายสกรรมเพียบรูปเพียบอ้ายนั่งจีบยิ่งจูบอ้ายจะมีรัฐบาลมวยนี่เจียงดับชนะยิ่งจูบติดตีอ้าย
จ้าการធ្វើបាបការចន់ឆ្លីការចាប់ការប្រមាថប្រើប្រព័ន្ធតឡាការចាប់ប្រកាន់ឌីលថ្មីមិនខ្លះក៏មានដែរហើយយើងជាប្រវត្តិស្លូតត្រង់ក្រីក្ររងគ្រោះហោតឡាការជួយគុំសង្ឃឹមចា មានសេរីភាពនៅខាងក្រៅហើយមានអំណាចកាន់នៅខាងលើបាបយើងបន្តទៀតចាបងប្អូនគិតមើលមើលសំបីឥឡូវមានគាត់មានគិតអីបងផ្លាញតែជាប្រាក់ខ្លួនឯងផ្លាញតែប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រឿងញៀនហូរចូលតាមពើចិត្តចាប់បានតាអាគ្នាអ្នកជក់គ្រឿងញៀនអាគ្នាអ្នកចាញ់បោកគេក៏អស់ស៊ីលក់ទិញទួចឯហ្នឹងចា thấy không biết ban đại ban phạm giờ chỉ mong chỉ chân ắt sa vì chưa chân họp liền nè tôi sẽ nã sọc nơi thay thời ca sĩ chung một kỳ hạ chế không ai bật tay chật thang phan ban đập mũi chỉ chân hôn ai cha chẳng nhầm mặt miền ấy tiếc đấy mong bỏ nơi vậy vẫn chú đái ở quân trà nữa nè hay xong chuẩn bị lia bộc mai mong bỏ nơi ở khnề cha miền chờ tại nhầm ăn chung một màn ở hai kim ly ở lui cha rồi một phay chiêm Good evening. Hi, Akun Chan. Put my bump on the Akane Chang to meet me up on the henna. គុណញឹមជុកគ្នាពេលក្រោយ Paris Agreement we take all Khmer land from Vietnam yes ចាតាមត្រូវមែនព្រោះអីយើងមានច្បាប់ហ្នឹងជាច្បាប់មួយដែលអាចការពារតបជាប្រវត្តិយើងនឹងពលរដ្ឋភាពទឹកដីយើងបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងគឺគាត់ស្លាប់រស់នឹងជួនហើយគាត់អត់ហ៊ានប៉ះពាល់ទេចាជារួមទៅគាត់ឲ្យគេបជាគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តហ្មង ຈັ່ງໃຫ້ບັນຍຸນເວບານໃດຈັ່ງຕາບານຕຶກໃດຍັງບໍ່ຕໍ່ຕິດໄທອີ່ນັ້ນກໍគេເຄີຍຈຳນຶກຊາຍກອດຈັ່ງໃຫ້ບັນគេຊ្លຽນປິນຈັ່ງບານຕຶກໃດຍັງໄດ້ຈ້າທີ່ມືງງຽຍຢີຮູ້ຫຼືគេມືງງຽຍຊິຊັ້ນຍັງສອບສາລະເປົ້າໃຫ້ປະເທດຈິດຂ້າງគេມືງງຽຍທີ່ສາທະທະດັກນ້ອມຍັງນັ້ນອ້າຍໃຫ້ກໍາລັງປະລິດທະຮຽນສະມັດຕະກິດກັນໄຂຕະບອງຊໍນັ້ນຫອມຮູນໂຕຕຶກປ
ចាំចាប់តាអ្នកស្លូតត្រង់ហ៊ានចាំចាប់តាអ្នកស្លូតត្រង់ហ៊ានចាំចាប់តាអ្នកស្លូតត្រង់ហ៊ានចាំចាប់តាអ្នកស្លូតត្រង់ហ៊ានចាំចាប់តាទីទៀតនឹងវិញ្ញាអន្តរាយទាំងអស់នឹងដល់ពួកអ្នកឯងដូចគ្នាទេខំផឹងធ្វើការតាមជាគាត់បន្តិចទៀតទៅតាមជារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តិចទៀតទៅចាកុំគិតថាខ្លួនឯងអស់ចានណាចិនបតតិកមើងងាយណាប្រកែបានតែខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាធ្វើដូចសម្បើមកចា Hay bỏ miên nẹt chô chê với nhũ vậy bị chê mau đôi mình nước mau bị pri hành là nhung na đây đã đăng hướng ấy chăng ót miên đăng ca rất tha bị mau ngay nhưng còn đập non bờ tây chẳng may thứ ba bị chê chân chẳng may chê khuôn ai nhưng là không bờ tây đã khá ót đăng ngon ấy thế mau đăng bị chô chê mà